chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục An ninh Bạc Liêu. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến các đồng chí và các bạn ghi nhận về công tác chăm lo cho người dân của cán bộ chiến sĩ khối xây dựng lực lượng. Phần cuối là phóng sự ghi nhận công tác đấu tranh với giặc lửa của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Thưa các đồng chí và các bạn, với tinh thần tương thân tương ái, thời gian qua cùng với lực lượng công an toàn tỉnh, cán bộ chiến sĩ cụm thi đua khối xây dựng lực lượng công an tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hướng về cộng đồng, góp phần chăm lo tốt hơn cho cuộc sống của người dân trên địa bàn. Ghi nhận của nhóm phóng viên An ninh Bạc Liêu. Người dân trên địa bàn ấp Xẻo Dần, xã Ninh Thành Lợi, huyện Hồng Dân hôm nay rất vui mừng khi hai bờ kênh 14 được nối liền với cây cầu do cụm thi đua khối xây dựng lực lượng công an tỉnh Bạc Liêu xây dựng được khánh thành và đưa vào hoạt động. Từ nay, những chuyến xe sẽ được thông suốt, người dân đi lại thuận tiện, an toàn, giao thương hàng hóa được diễn ra nhanh chóng. Cuộc sống của người dân rồi đây sẽ được ấm no, hạnh phúc hơn. Hôm nay là các anh em công an tỉnh và các anh em mạnh thường quân sẽ xuống đây sẽ ăn khánh thành cây cầu tiến kinh 14. Cũng xin đại diện các bà con ở đây sẽ xin cảm ơn các anh em mạnh thường quân và các anh em công an tỉnh sẽ đến giúp đỡ và khánh thành cây cầu cho bà con, xin chân thành cảm ơn. Còn đối với gia đình anh Huỳnh Đăng Khoa, ngụ ấp Xẻo Gừa, xã Ninh Thành Lợi, huyện Hồng Dân, thì mùa mưa năm nay gia đình anh sẽ không còn lo cảnh bị dột như những năm trước. Là cán bộ của địa phương luôn hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự của xóm ấp, tuy nhiên hoàn cảnh gia đình anh Khoa cũng còn gặp nhiều khó khăn. Biết được điều này, cụm thi đua khối xây dựng lực lượng công an tỉnh Bạc Liêu đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ tiền để anh Khoa xây dựng một căn nhà mới khang trang ấm áp, giúp anh an tâm hơn trong cuộc sống cũng như trong công việc của mình. Thì đại diện gia đình thì trước mắt thì cảm ơn ban lãnh đạo, ban giám đốc công an tỉnh, rồi cụm thi đua xây dựng lực lượng khối công an tỉnh, rồi đơn vị tài trợ công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu, đơn vị ủy ban nhân xã, đại diện ủy ban chỉ huy công an xã đã hỗ trợ một phần kinh phí để cho gia đình tôi được mà xây dựng một căn nhà có cái mái ấm để tạo điều kiện để mà phát triển về kinh tế. Thì sau này thì tôi xin hứa thì cũng sẽ cố gắng để hoàn thành các cái nhiệm vụ của ủy ban giao và phát triển kinh tế của gia đình được ngày tốt hơn. Không chỉ gia đình anh Khoa và bà con nhân dân ấp 14 xã Ninh Thành Lợi, huyện Hồng Dân, mà hàng ngàn người dân trên địa bàn tỉnh đã và đang nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của lực lượng công an và chính quyền địa phương. Với những việc làm thiết thực ý nghĩa của mình, cán bộ chiến sĩ cụm thi đua khối xây dựng lực lượng nói riêng, công an tỉnh Bạc Liêu nói chung đã tô thắm thêm truyền thống quý báu của lực lượng công an nhân dân Việt Nam cùng chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn cho cuộc sống của người dân. Kính thưa các đồng chí và các bạn, cháy nổ là vấn đề nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội trong thời gian qua. Những vụ cháy kinh hoàng đã để lại những hậu quả nặng nề về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân. Trong cuộc chiến với giặc lửa, những người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn tranh thủ từng giây, từng phút để lao vào đám cháy, dập tắt lửa, cố gắng giành lại hy vọng cho người dân. Chúng tôi xin mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi những câu chuyện xúc động về hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bạc Liêu trong cuộc chiến với giặc lửa. Ngày 18 tháng 10 dương lịch đó, cũng như 23 tháng 9 âm lịch đó, tôi đang ngồi ở
ngồi trước võng này là tôi coi điện thoại, thì tôi nhìn qua là thấy lửa bốc ngay chỗ đóng điện phía bên tay phải nè, là bốc cao lên, tôi chết rồi, cháy. Tôi mới chạy ra kia là tôi bấm được cánh cửa lên rồi tôi bớ người ta cháy nhà. Rồi chạy ra thì nói ngay đi, lúc đó dân người ta đã báo dưới là chính quyền là phòng cháy chữa cháy. Sau khi nhận tin báo thì chúng tôi xác định đây là một vụ cháy có khả năng cháy lan, cháy lớn, phức tạp. Chúng tôi đã báo cáo nhanh đến ban chỉ huy đơn vị và ban chỉ huy đơn vị đã sức 5 xe chữa cháy và một số cái phương tiện chuyên dụng cùng với 54 cán bộ chiến sĩ tiếp cận nhanh hiện trường. Thì đến hiện trường thì đám cháy đã cháy lan và cháy lớn, do là cửa hàng kinh doanh các cái vật dụng dễ cháy rồi bố trí đều trên cái sàn nhà, lửa thì nó tỏa ra nhiệt lượng rất là cao, khói khí độc thì rất là nhiều. Chúng tôi phải dùng các cái trang thiết bị chuyên dụng mới tiếp cận được cái đám cháy. Chiến thuật chữa cháy của chúng tôi là tấn công từ nhiều hướng. Trước tiên chúng tôi tấn công từ mặt chính của cái cửa hàng, sau đó chúng tôi tạo lối tiếp cận ở phía sau và tổng lực để mà chữa cháy. Thì sau 25 phút thì đám cháy cơ bản được khống chế, và sau 70 phút thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thì chúng tôi đã bảo vệ được rất là nhiều tài sản còn giá trị của cửa hàng. Là ở đây là tôi rất là cảm ơn, tôi không biết nói làm sao nữa, là tôi rất cảm ơn là tất cả là cán bộ như là ngành chữa cháy công an, là các ban ngành ủy ban, tất cả nói nhiều quá thì không biết nói hết sao, là mang ơn sâu sắc. Nhiều lúc tôi cũng muốn là viết lên một cái tâm thư gì để, nhưng mà mình không biết viết làm sao nữa. Rồi hôm nay dịp để là tôi nói là tôi mang ơn tất cả nhân dân ở đây, những người là cũng như nhiệt tình với gia đình tôi. Thì hồi lúc mà cháy thì cô không hay, nhờ mấy chú tuần tra đó đi, chú thấy đi ngang thì cháy, chú mới la lên. Thì có nhà của con em nó cặp bên đó, nó la mà cô không nghe, bị gì ngủ chung trong nhà với ông già đó, rồi không có nghe, không có hay. Tới chừng nghe hới thì cô ra thì thấy nhà cô là cháy đỏ hết trơn rồi, phát hiện cái gốc đó nó phật lên đám cháy đỏ. Rồi đầu tôi tập trung anh em lại hết. Đầu một số anh em thì đi dài hô là cho người dân cho hay, còn một số anh em thì bây giờ kêu người nhà thêm, rồi đầu tung cửa ra, tung vách, rồi đầu lấy giá lấy cây thục của đầu diệt ngay cái góc đó, là lúc đó là cháy dữ dằn lắm. Bắt đầu cái nước xịt ra đây, lúc đó là cái lửa nó đã chan táp lên như xích kìa, kéo nước vô thì đi mở được cái này thì lửa nó táp tới cái buồng ngủ. Thì ra lại cô cũng hết hồn hết đó. Biết rồi, cô không còn biết gì nữa hết, cô cũng la lên nó thôi, mấy chú ơi gắng cứu giúp giùm, bây giờ cháy quá trời, cháy hết nhà rồi. Cô cũng tính chạy vô nhà luôn mà mấy người đó không cho, khói ở trong nhà là khói ra là dữ lắm, khói ra bận luôn, rồi không cho cô ở ngoài để cô đứng, rồi cô cũng la kêu mấy chú gắng giúp giùm, đừng cho nó rùa, cho nó tắt đi, dập tắt giùm. Đầu việc một hồi là nước cháy nó là ổn, có đầu tụi tôi biết đầu đập cửa trước tung vô. Khi mở được cửa ra thì khói ở trong nhà rất cao và khí ngạt rất nhiều, nhưng với tinh thần là quyết tâm để dập tắt đám cháy thì anh em cố gắng hết sức để mà dập tắt đám cháy. Tôi có lúc đó có anh tôi ở trong đó, là tôi lấy cái gùm lên nó tạt một cái vô đó, cái bình ga nó nóng, tạt cái bình ga một cái nữa, rồi hồi cái chạy ra là bố trí anh em hết. Rồi tôi chạy về, lúc đó chạy về cơ quan anh em tập trung lại hết, là bình ga chữa cháy gì nhiều lắm, với người dân lại đông lắm, đầu tung cái cửa bên hông, tung cửa sau, bắt đầu xiết đám cháy, xiết trong vòng cũng khoảng cỡ 20-30 phút vậy đó.
là đám cháy sẽ dập tắt tắt hoàn toàn luôn. Nó nào ngay nhiệt tình dữ lắm, mấy người đi tuần tra nhiệt tình, rồi mấy ở trên xã xuống cũng vậy nữa, nhiệt tình rồi đâm cái lỗ mà không thiết không có vô được á, mới thục thục cây vô, rồi mấy chú đó thấy ấy rồi mới leo vô dở cái thiết, dở sao rồi đứt tay hai ba người luôn, rồi máu trời ơi, rồi đi vô xé ra thấy tội nghiệp dữ lắm, mấy chú nhiệt tình dữ lắm chú ơi. Chúng tôi tập trung công tác tuyên truyền bằng cái nhiều hình thức, đó là từ tờ rơi cho đến là truyền thông, rồi phối hợp với các cái đài truyền thanh và các thứ đài truyền hình đưa tin phóng sự tuyên truyền về cái phòng cháy chữa cháy. Cái thứ hai nữa là chúng tôi mở các lớp tập huấn rồi hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm cho các cái doanh nghiệp, rồi những cái nhà ở, khu nhà ở mà kết hợp sức kinh doanh, rồi khu dân cư, chợ, trường học, cũng là đã tập huấn rất là nhiều. Rồi chúng tôi tiếp tục là xây dựng các cái mô hình, trong đó cái mô hình đó là điểm chữa cháy công cộng, rồi cái mô hình đó là tổ liên gia an toàn và an ninh trật tự về phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi tất cả các hộ là đều có hết á, một khi mà tham gia chương trình thì tất cả các anh em bà con cô bác ở đây thì người ta rành lắm. Nói chung là mỗi hộ đều tự ý thức, là thường người ta mua những cái bình phòng cháy chữa cháy gia đình đó, bình MZ4, MZ8, thậm chí CO2 rồi đó, người ta trang bị sẵn. Nói chung là đa số thì bà con người ta hiểu được cái vấn đề đó. Cái hệ thống báo cháy của chính hộ mà trong một tổ liên gia thì nó gồm có hai công tác, thì một cái ở ngoài và một cái ở trong nhà. Khi báo cháy thì trong một trong chín hộ này sẽ bấm chuông chữa cháy, thì các thành viên trong tổ liên gia đều biết được hết, tại vì nó kêu rất là xa. Trong quá trình huấn luyện thì từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị là nắm bắt thành thạo tất cả các trang thiết bị được trang cấp. Thứ hai là đáp ứng kịp thời những cái tình huống khi có sự cố tai nạn xảy ra lại, để sử dụng một cách thành thạo, một cách nhanh nhất có thể để cứu người và cứu tài sản. Công tác trực thì cán bộ chiến sĩ tham gia trực thì là trực 24/24, luôn lúc nào cũng có mặt tại đơn vị. Là lúc 7:30 thì chúng ta là tiếp tục giao ca này giữa cái ca này và ca khác. Tất cả các cái phương tiện mà để phục vụ công tác chiến đấu là chúng ta đã nằm trong cái thế sẵn sàng chiến đấu hết. Đảm bảo khi mà có cháy là chúng ta phải kịp thời làm những cái động tác kiểm tra rồi đánh giá, rồi hư hỏng thì kịp thời báo cáo, rồi cũng tự khắc phục. Có khi là những cái mà mình khắc phục được thì mình tự khắc phục. Thường xuyên tăng cường tổ chức huấn luyện, tập luyện và tổ chức thực tập phương án các tình huống có liên quan đến cái sự cố cháy nổ. Rồi đối với quần chúng nhân dân thì chúng tôi cũng khuyến cáo nên là quan tâm hơn tới công tác phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ, để làm sao hạn chế tối đa việc cháy nổ xảy ra cũng như là sự cố tai nạn. Chúng tôi là lính cứu hỏa. Trai yêu đời, yêu nghề, yêu mãi em thôi. Tôi là lính cứu hỏa, tuổi đời 19 đôi mươi, hiện thân những người anh hùng, xa thân vì dân quên mình. Và các bạn thân mến, chuyên mục An ninh Bạc Liêu kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.